Sam cứu hộ trái tim, Nghĩa quỳ gối cầu xin Hà tha thứ. Cuối cùng thì ông trời cũng có mắt, tên Nghĩa cũng đã phải đền tội. Hắn run lẩy bẩy, quỳ gối nắm lấy tay ngân Hà van xin. Hà, anh xin lỗi, xin em hãy tha thứ cho anh. Cả cuộc đời này, em muốn anh làm sâu làm ngựa gì cho em cũng được. Anh hứa sẽ một lòng một dạ chăm sóc cho em và con của chúng ta suốt cả cuộc đời này. Xin em hãy vì con mà suy nghĩ cho anh thêm một cơ hội cuối cùng có được không? Ngân Hà nhìn xuống, ánh mắt đầy căm phẫn lắc đầu và nói. Anh tưởng, cứ gây ra bao tội lỗi rồi chỉ cần mở miệng nói một câu xin lỗi là xong hay sao? Vậy tôi muốn quay lại quãng thanh xuân đấy để không phải gặp một kẻ khốn nạn như anh, thì anh có đền cho tôi được không? Công an cũng đã ập tới tài Nghĩa đi trong tiếng khóc nức nghẹn của bà Sinh. Vậy là chỉ vì ôm những mối hận thù ở quá khứ khiến cho Nghĩa mất đi lý trí mà gây ra không biết bao nhiêu sóng gió cho gia đình ông Trường bà Lan. Từ việc lợi dụng lòng tin của Hà cấu kết với cô ả An Nhiên bày mưu tính kế chiếm đoạt công ty Lan Hà, đẩy ông Trường rơi vào vòng lao lý. Rồi bao năm qua, chính hắn là kẻ dối lừa, dùng thủ đoạn tàn độc cho Ngân Hà uống thuốc tránh thai, khiến cô phải sống trong sự dày dứt bởi không làm tròn bổn phận của một người vợ, một người con dâu. Những tưởng làm ra mọi chuyện khiến đối phương phải nếm trải sự đau đớn, khổ sở thì Nghĩa sẽ hả hê sống một cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng, cuộc sống không giống như cuộc đời và ông cha đã từng nói gieo nhân thì gặp quả, ác giả ác báo. Chính Nghĩa là kẻ gieo sự đau khổ thì cuối cùng cuộc đời hắn cũng chỉ nhận lại khổ đau dằn vặt mà thôi. Nhưng cuộc đời có thể không công bằng, nghiệp đời nó lại rất rộng vàng. Khi tất cả những kẻ mà bị hắn tha mồi chuộc lại ăn năn hối lỗi, quay trở về và nói hết tất cả những việc làm mà Nghĩa đã xúi giục. Không những thế, một điều mà khiến Nghĩa cay đắng đến nhường nào, đó chính là sự trở mặt của cô ả An Nhiên. Thì ra bao năm qua, cô ta chỉ xem Nghĩa như là một con tốt để giúp cô ả đạt được mục đích của mình mà thôi. Rồi tiếp đến là một sự thật không thể đau đớn hơn. Thì ra bé Gôn, đứa con mà anh yêu thương, cứ tưởng là máu mủ ruột thịt của mình, thì ra chính là con của kẻ khác. Giờ đây, sau khi đạt được mục đích của mình, cô ả An Nhiên đã ôm hết tài sản cùng bé Gôn cao chạy xa bay. Và rồi khi mọi sự thật được hé mở, Nghĩa giờ đây mới hối hận, ăn năn thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Giây phút anh ta chạy tới, quỳ gối trước mặt Hà, khóc lóc van xin Hà tha thứ. Nhưng giờ đây, Hà đã có bến đồ mới, hạnh phúc bên cạnh Vũ. Giờ thì Nghĩa mới thầm câu nói, có không giữ, mất đừng tìm, nó mới cay đắng làm sao.